Và thưa quý vị, cái câu chuyện tiếp theo thì tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị liên quan đến cái tờ báo Công Thương. Tờ báo này thì chắc là quý vị cũng đã nghe, nếu mà ai mà theo dõi kênh Lang Thang Sài Gòn chắc cũng đã biết qua tờ báo này rồi. Đây là một trong những tờ báo chính thống. Tờ báo này thì hiện bây giờ đang theo dõi cái sự vụ việc của là ông Thích Chăn Quang rất coi như là ghét gao tờ báo này. Tờ báo này thì sau khi mà lên một cái bài là với cái tựa đề là cái thẻ ATM đó, thì bị một số coi như là một số người là tự xưng là Phật tử, tự xưng là đệ tử của ông Thích Chăn Quang điện qua để mà có những cái phân bua phân minh. Và cái nội dung phân bua phân minh của một số người mà cho rằng mình là Phật tử của ông Thích Chăn Quang như thế nào, thì hôm nay tôi mời quý vị cùng tôi sẽ là chia sẻ qua cái bài viết của tờ báo này quý vị. Tờ báo này thì nay người ta nói đến cái vấn đề là cái như là cúng nhà mà để con cháu được phước đó. Cái tựa đề của báo Công Thương, xin thưa quý vị, tờ báo này là tờ báo chính thống nha. Tờ báo này là một trong những tờ báo chính thống. Cái tựa đề của tờ báo này là sự huyễn hoặc của Thượng tọa Thích Chăn Quang được một nhà xuất bản công nhận. Cái nhà xuất bản này công nhận thì nhà xuất bản này ở đâu? Và công nhận những vấn đề gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ cái nội dung này quý vị ha. Những bài thuyết giảng huyễn hoặc của Thượng tọa Thích Chăn Quang được nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh quyết định xuất bản thành đĩa CD. Ghê không quý vị? Ngày 15 tháng 6, báo Công Thương đăng tải bài báo với tiêu đề chiếc thẻ ATM qua lời kể của Thượng tọa Thích Chăn Quang, chuyện hoang đường nhảm nhí. Sau khi đăng, rất nhiều bạn đọc giới thiệu là đệ tử của Thượng tọa Thích Chăn Quang đã liên lạc qua đường dây nóng của báo Công Thương và các kênh mạng xã hội cho rằng bài báo có những nhận định thiếu khách quan, quy chụp. Khi mà tờ báo này lên tiếng thì những người cho rằng là đệ tử của ông Thích Chăn Quang đã rồi điện qua để mà có những cái mà trách móc cái tờ báo này, bảo rằng tờ báo này là có những cái quy chụp thiếu kiểm chứng. Xét trên tổng thể bài giảng ban đầu, thầy lấy dẫn chứng rằng có rất nhiều điều may mắn bí mật khó giải thích trên cuộc đời. Tâm lý con người ai cũng muốn được may mắn, tức là kết quả. Và để có được và để có thể đạt được kết quả tốt mà không bỏ nhiều công sức, một số người bị rơi vào mê tín hoặc rơi vào thủ đoạn. Thầy đã giải thích một cách dễ hiểu cho Phật tử rằng những điều may mắn bí mật đó đều có sự chi phối của luật nhân quả. Tâm kết bài nhờ tin hiểu luật nhân quả, con người ta sẽ sống biết cống hiến siêng năng giúp đỡ mọi người và không còn bị mê tín nữa. Bạn đọc có pháp danh là Pháp Quang, Pháp Quang coi như là phản hồi đến cái báo Công Thương. Bạn đọc Pháp Quang cho rằng xuyên suốt lịch sử loài người, không chỉ trong đạo Phật mà các tôn giáo khác đều có những câu chuyện nhiệm màu xảy ra mà không giải thích được. Những câu chuyện đó tồn tại một cách khách quan, có thể khó giải thích nhưng không thể phủ nhận. Có thể là khó giải thích nhưng không thể phủ nhận. Thì trong cái câu chuyện của là cái chiếc thẻ ATM thì anh này nó thật sự anh cũng bảo vệ cái ông thầy một cách là gọi là cái như là bất chấp đó. Tôi cái điều đó vô lý như vậy mà anh vẫn còn anh lên điện qua để mà anh đính chính thì thật sự cũng khó hiểu. Đấy không? Không có câu chuyện mà chiếc thẻ ATM nó đã bị nuốt rồi đó, mà đôi ba bữa sau là anh kiểm tra trong ví của anh là có lại. Đó, rồi anh cho rằng một hộ pháp nào đó, cái từ mà cho rằng một ông hộ pháp nào đó mà đem chiếc thẻ đó bỏ vô cái ví của người thanh niên kia, là đây là lời của ông Chăn Quang chứ không phải là lời của cái người mất thẻ. Người mất thẻ có nghĩa là họ
Nếu như câu chuyện có thật thì họ hỏi tại sao lại có cái câu chuyện đó. Người ta đã nuốt thẻ rồi, bị nuốt thẻ rồi, mà tại sao đôi ba ngày sau cái thẻ lại xuất hiện trong ví? Người ta hỏi thì ông Trăng Quang trả lời là có một vị hộ pháp thấy con làm điều tử tế cho người ta lấy, người ta bỏ lại cho con, đúng không? Đấy là lời của ông Trăng Quang, cực kỳ vô lý, cực kỳ khó hiểu. Về câu chuyện thẻ ATM, báo Công Thương phản ảnh, bạn Đập Pháp Quang cho biết đây là câu chuyện được một người Phật tử kể lại khách quan. Thầy đã dùng câu chuyện này làm dẫn chứng cho bài giảng chứ không phải là thầy sáng tạo ra. Thầy cũng nhận xét câu chuyện thẻ ATM đó như hoang đường, nhưng đó là câu chuyện thật. Người tu vốn không nói dối. Đó quý vị, ngay cả bản thân ông Trân Quang, ông khẳng định câu chuyện đó là câu chuyện có thật. Người tu không nói dối bao giờ. Chẳng lẽ bây giờ là mình cứ mượn mình là một trong những người tu rồi cứ cho rằng mình không nói dối, rồi vì mình đi muốn nói gì mình nói sao quý vị? Mình nói gì người ta cũng tin hay sao? Mà bảo rằng vì sao anh tin tôi? Chỉ do anh là người tu, anh không nói dối cho nên anh nói cái gì tôi cũng phải tin. Đúng không? Trong này thật sự, trong này cái anh mà cho rằng là Pháp Quang là đệ tử của ông Thích Trân Quang điện qua cái báo Công Thương để mà đính chính giải thích, cho rằng là người tu không biết nói dối. Đấy là cái người ta người ta để làm một cái cơ sở đỡ người ta tin cái câu chuyện ông Thích Trân Quang này là cái sự thật. Ngoài ra vấn đề đó thì không bao giờ, ngoài ra những vấn đề đó thì không có một cái gì mà đã chứng minh được là ông Trân Quang nói là thật, ngoài cái vấn đề dựa vô tự tin rằng ổng là người tu hành, ổng nói thật. Thế tại sao những người Phật tử cũng là muốn mà tu hành mà ảnh lại liệt kê ra làm 10 lời thề để bắt người ta phải thề? Hiểu quý vị, mình là người tu tại sao phải đưa ra 10 lời thề cho Phật tử? Thì Phật tử là mình là người đào tạo, mình là người dạy, người ta quy y dưới dưới cái trướng của mình, tại sao mình phải yêu cầu người ta là phải là sử dụng 10 cái lời thề đó, đúng không? Tôi tin anh mà anh không tin tôi thì cái này có công bằng cho tôi hay không? Tôi nghĩ anh là một ông sư, tôi tin anh đến mức mà tuyệt đối, tin anh đến mức mà thật sự mà dạy thờ luôn. Bây giờ anh không tin tôi mà anh bắt tôi phải thề 10 cái lời thề, có công bằng cho đệ tử hay không? Không công bằng, không công bằng cho đệ tử. Thì nó thật sự cái vấn đề đó thì mình cũng phải hiểu rằng đó, đây là cái vấn đề ông Trân Quang ông cũng khẳng định đây là câu chuyện có thật. Mà câu chuyện này có thật là do ông Trân Quang ông khía vô một câu là cái vị hộ pháp là lấy cái thẻ ATM, chứ cái người thanh niên kể câu chuyện là người ta không biết vì sao cái thẻ ATM lại xuất hiện trong ví của họ. Đó, cái đó mới là cái đáng nói. Cái vị hộ pháp là xuất phát ra là từ cái ngôn từ của ông Thích Trân Quang ông đưa vô cái câu chuyện của người thanh niên hỏi. Đó, cái đó mới đáng nói đó quý vị. Trước đó thầy cũng lấy thêm những câu chuyện khác lạ, những câu chuyện kỳ lạ khác như khỏi bệnh ung thư, người thoát khỏi bệnh điên, mới nghe sẽ cảm nhận những câu chuyện đó có vẻ như là vô lý. Nhưng khi nghe các bài giảng dài của thầy đã giúp cho mọi người hiểu được vấn đề dưới góc nhìn của luật nhân quả. Bài giảng của thầy đề cao yếu tố nhân quả chi phối trong toàn bộ ở cuộc sống của chúng ta. Người hiểu luật nhân quả rồi sẽ không còn bị rơi vào mê tín. Bạn Đọc Pháp Quang nói cái luật nhân quả là nó thật sự quý vị đó, nó cũng tùy theo cái trường hợp, nhưng mà anh giải thích mà nó lố quá thì nó sinh ra cái mê tín chứ không còn nhân quả. Làm việc cái câu chuyện mà thật sự cái câu chuyện của cái chiếc thẻ ATM mà anh đưa vô trong cái câu chuyện nhân quả được. Cái câu chuyện nhân quả là anh làm cái điều tử tế, giống như anh rút tiền mà để mà anh đi tới chùa anh cúng, đó là một cái gọi là cái nhân anh gieo.
thì cái quá, tôi nói ví dụ cái quá mà nếu có nè, rồi mấy cái anh mà anh làm trong ngân hàng đó, rồi cái bữa đó bắt đầu là anh ra anh kiểm tra có cái thẻ của ai nuốt trong đó hay không, bắt đầu là anh lấy vô, rồi anh kiểm tra cái số thẻ, rồi anh kiểm tra thông tin cá nhân, anh có số điện thoại của cái anh đó, rồi anh liên lạc anh đó ở đâu, rồi anh cho shipper gửi tới tận nơi. Đó là cái quả, đó là cái quả tốt đấy thì tôi nghe được. Chứ còn đằng này một cái vị hộ pháp ở đâu trên trời đó, rồi kể như là thấy ông này đem 6 triệu tới để cúng chùa, để mua những cái đồ để mà tới để mà dâng cúng cho chùa, rồi có cái quả gọi là tự nhiên là thổi một cái, bắt đầu cái thẻ nó đang nuốt trong cái cây ATM, nó bay, nó dèo dèo nó vô cái ví anh này lại. Điều đó là vô lý, một trong những câu chuyện xàm xí. Cái này không thể đưa vào cái câu chuyện nhân quả được quý vị. Cái này nếu như ai mà bảo rằng đây là một trong những câu chuyện nhân quả thì tôi phản đối tới cùng. Tới đâu tôi cũng, thật sự quý vị, tôi cũng phản đối tới cùng. Vì một trong những câu chuyện nó không có thật. Đó. Cái câu chuyện cái thẻ ATM nó khác hoàn toàn so với câu chuyện mà của một người đàn ông mà cái như là người ta cỡ như là rơi xuống biển và người ta nằm đó 4 5 ngày. Đó là chắc quý vị nào theo dõi câu chuyện là quý vị cũng được biết. Nó khác nhau hoàn toàn. Một con người rơi xuống biển có thể người ta tồn tại được đó, đôi ba ngày, đây là một trong những cái thì thật sự nó cũng có cơ sở khoa học của nó chứ không phải là không có. Còn cái câu chuyện của chiếc thẻ mà nó nằm trong cây ATM mà nó rơi vô lại cái ví của anh thì thật sự một trong những cái tào lao, phải nói là một trong những cái câu chuyện là ma mị sặc mùi gì đó, mà tính nó không thể nào mà có cái câu chuyện đó được. Mà đến bây giờ cái anh pháp quan anh điện qua cái báo, cái như là báo công thương, anh cũng đính chính cái sự việc đây, là anh Trâm Quang là ông nói hoàn toàn sự thật. Mà vì sao chứng minh rằng ông Trâm Quang là nói hoàn toàn sự thật? Một cái lý do đơn giản, vì ông Trâm Quang là người tu không có nói dối. Đấy là cái người ta chứng minh là cái sự thật là chỗ đó. Từ đó bạn đọc pháp quan đặt câu hỏi, vậy vì sao kết luận thầy đang mê tín? Vậy vì sao lại kết luận thầy đang mê tín? Phải kết luận ngược lại mới chính xác. Đó là câu đó là từ câu chuyện khó giải thích dẫn đến sự mê tín. Nhưng nhờ thầy giải thích dưới góc nhìn luật nhân quả, chuyện được rõ ràng. Bạn đọc pháp quan bày tỏ quan điểm. Đa quý vị, không có cái nhân quả nào, thật sự đây là một trong những cái mà cái vật thể hữu hình, cái thẻ ATM là vật thể hữu hình, cái chiếc ví chúng ta là vật thể hữu hình, được không? Mình ở nơi nào có địa chỉ rõ ràng cụ thể. Đấy. Chỉ có trừ khi anh shipper đó là anh là một trong những cái người mà người thật việc thật, anh mới cầm tới anh trả cho anh chiếc thẻ. Rồi anh mới lấy anh nhét vô trong ví của anh thôi. Chứ không thể nào bây giờ đây là những cái vật thể hữu hình có sẵn mà anh đưa vào cái luật nhân quả là tào lao. Anh đưa vào luật nhân quả là chuyện tầm bậy. Với góc nhìn nhân quả thì anh giải thích như thế nào người ta còn chấp nhận được. Còn đằng này giải thích mà anh vẫn khăng khăng là không có tác động của bàn tay con người mà những cái vị thần linh bên trên. Đúng không? Một vị hộ pháp là chứng tỏ là anh đang chỉ về thần linh rồi đó. Mà thần linh mà lấy thẻ ATM bỏ vô cái ví, đây là một trong những câu chuyện mà sặc mùi mê tín, sặc mùi xàm xí nhân quả. Mà bây giờ anh gọi là anh đưa vô trong thần linh là thua rồi, nhân quả đâu có yếu tố thần linh đó. Mà bây giờ nhân quả anh bảo rằng nhân quả mà anh chỉ rằng cái đấng gọi là một cái vị hộ pháp trên trời nhìn thấy anh làm ok quá, đưa trả lại cái thẻ cho trời ơi, như vậy đó. Mà cái anh gọi là pháp quan, cái Phật tử trung thành này, anh lên anh bảo vệ đến cùng đó quý vị. Để. Bạn đọc pháp quan cũng giải thích nguyên nhân dẫn tới một số người hiểu sai. Cụ thể bạn đọc pháp quan nói tại sao một số người hiểu sai, bởi vì bài pháp giảng dài gần 60 phút nhưng lại bị cắt ra một đoạn ngắn, không đủ ý khiến người nghe dễ hiểu lầm. Tôi nói bây giờ một cái bài giảng á, có 60 phút hay là một
là 1 phút là 1 tiếng thế nào đó. Cái vấn đề ở đây là người ta xét vào những cái yếu tố mà chính cái miệng anh là người phát ngôn. Người ta ở đây là người ta xét cái yếu tố mà cái như là anh kết luận cái vấn đề, chứ không phải là người ta quy chụp một vấn đề. Cái yếu tố anh kết luận ở đây là gì? Thẻ A tới em, câu chuyện thẻ A tới em là một câu chuyện có thật. À, cái người mà rút tiền để mà tới để mà đưa cho anh mà nó bị nhai cái thẻ là có thật. Người ta không biết, người ta hỏi anh vì sao cái thẻ nó lại xuất hiện trong ví con, trong khi đó con chưa có bất kỳ một động thái gì. Nhưng chính bản thân ông Trân Quang bảo là đấy là do một bậc thần linh. Thế thì cái này nó thật sự quý vị, cái này là nó thật sự đã kết luận rồi, chứ làm gì các câu chuyện mà gọi là một cái clip nó dài quá mà kết ra rồi người đời người ta không có hiểu rõ. Người ta kết là kết đúng chỗ, kết đúng cái vị trí là anh kết luận để người ta phản biện một cái vấn đề là anh ma mị. Đấy. Chứ giả dụ như thật sự quý vị mình lên livestream, như tôi lên livestream cao lắm là 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi để trong trong quan ông nói hết một cái clip có cùng thời gian đó, ông nói tôi đâu có nói bao nhiêu đâu. Người ta cắt ra cách những cái đoạn nó tiêu biểu, những cái đoạn anh kết luận, những cái đoạn mà anh dẫn dắt một cái câu chuyện đó, bắt đầu là người ta lên người ta phản biện là anh cũng chính từ những cái lời mà anh phát ngôn ra đấy mới thật sự. Chứ bây giờ anh bảo cách ghét như thế nào, mà cái chỗ anh phát quan này cũng lên bảo rằng cách ghét. Đáng chú ý bạn đọc này còn cung cấp tài liệu thể hiện những bài giảng có những bài giảng có phần huyễn hoặc phi thực tế của Thượng tọa Thích Chân Quang đã được nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh công nhận và cho phép sản xuất đĩa CD. Ghê không quý vị? Đó. Những cái này bây giờ đó, cái nhà xuất bản tổng hợp nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh cũng là xuất bản thành đĩa CD. Đó. Cái này thì nó thật sự nó còn nhiều cái vấn đề vui đâu quý vị. Rồi chúng ta sẽ xem cái tờ báo Công Thương này, người ta vạch câu chuyện này tới đâu. Đó, tôi thấy là tờ báo này vạch rất nhiều cái vấn đề liên quan chỗ Thích Trong Quang rồi. Cụ thể, theo tài liệu bạn đọc phát quan gửi ngày 5 tháng 7 năm 2019, bà Đinh Thị Thanh Thủy khi đó là giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành quyết định số 724 quyết định TTTTPH thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, quyết định xuất bản ấn phẩm có tên CD Lợi ích của người biết biết tin nhân quả của tác giả dịch giả Thượng tọa Thích Chân Quang. Ghê không quý vị? Xuất phẩm này được ban biên tập bởi biên tập viên Trần Thị Anh, đối tác xuất bản sản xuất này là công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Phát Quang, số lượng in là 1.000 bản, mã số tiêu chuẩn theo mã quốc tế. Đây quý vị, cái anh mà cái chỗ là cái công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Phát Quang, rồi cái anh phản ảnh với là cái báo Công Thương này cũng là Phát Quang, tôi nghĩ là cái cũng là một người công ty Phát Quang, là với là cái anh phản ảnh cũng là một trong một người đâu quý vị. Anh bảo rằng là cái những cái vấn đề đó đó là có nhà xuất bản đã gọi là đã có những cái quyết định để mà ban hành 1.000 cái đĩa CD, rồi cái công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Quang là một trong những cái đối tác với là cái công ty truyền thông này để mà hợp tác để xuất bản 1.000 đĩa CD từ năm 2019 liên quan những bài giảng của ông Thích Trân Quang. Sáng ngày 17 tháng 6, phóng viên báo Công Thương đã liên lạc qua phòng tổ chức hành chính nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi làm rõ nội dung này. Cán bộ trực điện thoại cho biết sẽ báo cáo trao đổi với bộ phận liên quan và sẽ phản hồi lại sau. Có nghĩa là sau khi cái bạn đọc là Phát Quang để mà chất vấn cái báo Công Thương tại sao lại viết cái bài báo mà liên quan đến cái thẻ ATM
có những cái mang tới chất quy trình, thì người ta đã liên lạc tới chỗ là cái chỗ mà cái nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đó, để hỏi về cái 1.000 cái đĩa CD liên quan những bài giảng ông Thích Trong Quang, thì người ta cái như là chưa có trả lời ngay thời điểm đó, mà người ta hẹn lại sẽ trả lời một khoảng thời gian nào đó nếu có thể. Chiều ngày 7 tháng 6, thông tin từ Ban Tuyên giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ cho hay cơ quan này đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo thông tin từ báo chí, những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội của Thượng tọa Thích Chân Quang được Thích Chân Quang cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh trường hợp đó, xác minh trường hợp có vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Quý vị thấy khủng khiếp không? Đâu quý vị? Cái này là Ban Tôn giáo Chính phủ người ta đã vào cuộc. Người ta đã vào cuộc chứ không phải là nó thật sự đây là một cái câu chuyện gọi là đơn thuần, mà để cho một gọi là một Phật tử rồi điện qua để mà chất vấn một tờ báo, đúng không? Tôi đã báo Công Thương là một trong những trang báo chính thống, người ta viết là cái như là những cái thông tin là người ta cũng đã kiểm chứng rất rõ ràng. Bây giờ mình cái nhân thật sự cái câu chuyện thẻ ATM mà đưa vào cái luật nhân quả giải thích thì thật sự nó chẳng giống đâu vào đâu, nó chẳng ra một cái hệ thống cống rãnh nào hết trơn. Đã đưa vào một trong những cái câu chuyện cực kỳ ma mị, xàm xí. Không có cái luật nhân quả nào trong cái câu chuyện thẻ ATM mà ông Thích Chân Quang chia sẻ. Tôi phản đối tới cùng về cái câu chuyện mà liên quan đến chiếc thẻ ATM mà ông đã chia sẻ trên không gian mạng trong những ngày vừa qua mà nó bị cộng đồng mạng lật lại. Cực kỳ. Trong cái tờ báo Công Thương người ta còn có một cái thông tin nữa với là cái chủ đề liên quan đến là cái chỗ mà hiến đất làm chùa, thì cái này chắc là quý vị cũng đã nghe cái vấn đề này rồi. Thì tôi cũng xin phép là trích dẫn một cái đoạn cuối thôi, chứ bài này nó cũng chỉnh cái gì mới mẻ. Liên quan đoạn cuối này chúng ta cũng phải cần để mà suy ngẫm. Có cái đoạn cuối của tờ báo này viết đó, liên quan đến cái dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn việc làm thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, thì ngày 7 tháng 6 Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra về và báo cáo về việc này, thẩm tra và báo cáo những quý vị báo cáo cho Ban Tôn giáo Chính phủ đó. Cụ thể những phát ngôn trong các clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Cũng về trường hợp Thượng tọa Thích Chân Quang báo giác ngộ phỏng vấn Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao cho Ban Hành pháp Trung ương và Văn phòng Hai tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Đức Thiện xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tới đây, Giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của Tăng Ni, nhất là trên mạng xã hội. Đó quý vị. Trong cái này nó có một cái chi tiết
mà chúng ta phải là cực kỳ quan tâm. Đó là có cái nội dung thế này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang thuộc chùa Thiền Tôn Phật Quang giữ vai trò quản lý, phát hành, truyền thông các bài giảng, sáng tác nhạc, ấn phẩm của Thượng tọa Thích Chân Quang thông qua kênh chính thức Pháp Quang. Cùng với đó, trên kênh YouTube này, có nghĩa là kênh YouTube của là cái chỗ mà của là cái công ty Pháp Quang này nó đang quản lý đấy. Cùng với đó, trên kênh YouTube này cũng đỡ đường link thông tin cúng dường Thiền Tôn Phật Quang với chính số tài khoản tiếp nhận cúng dường. Chủ tài khoản tiếp nhận là Vương Tân Việt. Đó quý vị. Trên cái chỗ mà cái chỗ mà cái kênh YouTube của là cái chùa này quản lý đó thì người ta có để là chính số tài khoản để mà Phật tử nào đó mà nếu mà có hảo tâm đó thì cúng dường, nhưng mà cái tên chủ tài khoản của chính số tài khoản này là của ông Vương Tân Việt. Thì đó là một trong những cái thì xin thưa quý vị, tôi cũng muốn chia sẻ trong cái buổi tối hôm nay, và thời gian nó cũng có hạn, thì quý vị cho phép tôi là kết thúc cái đường live tại đây ha, và hẹn gặp lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện tiếp theo. Và cũng kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện tiếp theo vào ngày mai. Quý vị